cho em có muốn sâu thế nào? Rồi, anh cho em ca mượn hai con sâu của anh nhá. Chị chỉ hai tay ra. Nào, cầm lấy nào. Ôi, kia, nó phun nước này, Con này như là một cái vòi tưới nước ý. Vòi tưới cây ấy cậu ơi. Đẩy nước, ui. Em cam, đừng có bắn nước vào chị như thế nữa. Con sâu này như một cái súng phun nước bích chảy các cậu ơi. Đây em xem ảnh đây. Đen được. Hôm nay ở biển thích nhảy các cậu ơi. Hay, bây giờ nhân tiện ở đây bọn mình tổ chức một cái gì chơi đi. Đúng rồi đấy, ở biển bao nhiêu thứ thế này, bọn mình tổ chức một cái gì đấy hay ho đi. Hay là thi té nước đi. Thi té nước à? Té nước à thì anh té một phát thế này á, có mà ướt hết cả người em á, em làm sao chơi được với anh được. Thế hay là đi bơi. Đi bơi á? Thì bơi thì chị để em can thể nào cũng thua anh nhím cho mà xem. Hay là ở biển này có nhiều cua cá với ốc, chúng mình thi bắt cua bắt cá bắt ốc đi. Nhưng mà bắt cua bắt cá bắt ốc để làm cái gì đâu, thì xem ai bắt nhiều hơn à, thế thì không hay. À hay là tớ nghĩ ra cái kế này, bọn mình thi trang trí bể cá không. Bình thường là mình bắt cá vàng mình trang trí, nhưng hôm nay mình sẽ bắt các con vật ở biển xong mình trang trí thành một cái bể cá. Ý tưởng này của cậu cũng hay đấy, hay là chúng mình thi như thế đi. Bây giờ tớ sẽ ra bãi biển xem có bắt được gì không các bạn nhé. À tớ phát hiện ra có một cái con gì nó có hai cái càng rất là to màu đỏ đang trốn ở trong cái kệ đá này. Đây, ui ui, cái mắt cũng màu đỏ luôn. Bây giờ tôi sẽ bắt con cua này nhá. Nhưng mà không biết nó có cắp mình không nhỉ. Đây. Ui. Tôi khóa hai cái càng của con cua này rồi. Here we go. Tèn 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 tèn. Bắt được một con cua có cái càng màu đỏ, hai đôi mắt cũng màu đỏ luôn. Con này á mà đem về trang trí thả bể thì hơi bị đẹp đấy. Đi tìm các con khác thôi. Chắc chắn ở xung quanh các cái mỏm đá này khi mà nước rút xuống sẽ còn rất nhiều các con vật khác. Đây đúng rồi, nằm xuống đấy đi. Khi nào bắt các con cua con ghẹ để cho nó nằm xuống dưới thì là nó sẽ không cắp được mình. Chứ nếu mà để cho nó đứng ở trên đấy đấy, hai cái càng của nó cắp như thế này thì đau lắm. Thế này mình có một con để trang trí rồi. Ở đây còn có cả mấy cái con ốc vặn vặn này trông đẹp phết đấy. Tí nữa mình sẽ nhặt một ít để cho vào cùng với cả con cua này. Các cậu ơi, bội thu rồi. Tớ phát hiện ra có rất nhiều các con nhím biển ở đây. Lại đây, tớ dẫn ra. Here we go. Đặt đá này phải cẩn thận, không phải trơn trượt đấy. Đây này. Wow. Tại sao lại có nhiều nhím biển ở đây vậy? Ôi không. Nhưng mà đây là xác của nhím biển các cậu ơi. Nhìn xa xa cứ tưởng là nhím biển thật. Nhím ơi, có một bạn đang sống. Các cái gai của bạn ấy động đậy đấy. Ô, bạn này cũng thế này. Nhìn này, lớp vỏ của bạn ấy thôi nhưng mà vẫn cử động được. Amazing. Các bạn có nhìn thấy không? Những cái gai đang cử động này. Ui, tôi còn phát hiện ra
Cứ tưởng đây là con bàn mai, hóa ra nó chỉ là một cái vỏ thôi. Mấy con cá này sao nó bơi nhanh thế nhỉ? Ôi trời, cậu ơi, một con sứa này. Wow, một con sứa còn đang bơi luôn. Đấy, ui, con sứa nó đang bơi này. Úi giời, các cậu ơi, mang con này về mà thả bể thì có khi là người chiến thắng ở đây này. Nó cứ bơi 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 trong bể nước đây này. Sứa ơi, bơi đi. Nhưng mà cái con sứa này có nhiều loài có độc lắm các cậu ạ. Nhớ đâu con này nó có độc chạm vào tay ở dưới cái bụng nó này là nó sẽ bị bỏng ra hết cả tay đấy. Không được, không được. Thôi, mình không chơi con sứa này nữa, mình đi tìm con khác vậy. Đẹp thật đấy, đấy, nó đang co này. Bây giờ nước rút hết rồi, còn mỗi cái vũng nhỏ nhỏ này, bạn sứa này mà ở đây ý, thì sẽ bị mắc cạn. Đến trưa rồi, khi nước cạn hết thì sẽ chết mất. Mình phải giải cứu bạn sứa này mang ra biển mới được. Đây, để cho chắc ăn thì bạn sứa vào đây nhá. Here we go. Nào đây nào. Vào đây nào. Ui dồi ôi, nhìn phía bên dưới của bạn đây này. Bây giờ mình phải mau mình mang ra biển thôi. Bơi ra biển đi nha. Ở đây là bạn ấy có thể bơi ra biển được rồi đấy. Đấy, bạn ấy đang bơi ra rồi kìa các cậu ơi. Bye bye nha. Để tớ đi tìm đồ tiếp đây. Wow, có hai con gì ở dưới cát này các cậu ơi. Nhìn như những con giun vậy, nhưng mà chúng thật to khổng lồ luôn. Con gì vậy nhỉ? Có sờ vào được không? Ui da, mềm mềm. Ui, nó đang chui xuống dưới cát. Phải làm thế nào bây giờ? Lôi nó lên nhá. Tóm vào cái đuôi này. Lôi lên, lôi lên, lôi lên nào. Ui, ở đây còn con nữa này. Tóm một cái đuôi này. Lôi lên, lôi lên, lôi lên nào. Wow. Con gì đây? Trông thật kỳ lạ. Dài chưa này. Wow, nhìn bên trong của nó mà xem. Tớ chưa bao giờ nhìn thấy con giun kỳ lạ như thế này đâu. Không có mùi gì cả. Hai con này mà trang trí bể cá thì hơi bị đẹp đấy. Độc nhất cho mà xem. Không biết bạn Nhím với cả em Cam tìm được cái gì rồi nhỉ. Đây, bây giờ tớ sẽ để nó xuống đây nha, để đi tìm đồ đựng. A few moments later. Đây, kiếm được một cái ron coca này rồi. À, ron bia chứ. Tớ sẽ cho cát vào đây. Hình như những con này sống ở trong cát hay sao ấy. Cho thật nhiều cát vào trong cái lon này này. Đấy, đổ một ít nước vào. Đựng những con này ở trong này. Nếu mà đựng bên ngoài thì có thể chúng sẽ bị chết đấy. Đây, chui vào đây nhá. Chị đem về chị thả bể cá. Chị nuôi, ngày nào chị cũng cho ăn về sau á, to béo mập mạp luôn. Đấy, ngủ ngoan ở trong này nhá. Về chị thả vào bể cá của chị. Đi thôi nào. Kiếm mãi mà vẫn chưa được đầy đủ. Ôi, mình phát hiện ra ở đây có một con hải sâm, hai con hải sâm luôn. Wow, ui, đây còn luôn. Các bạn ơi, con này á, cẩn thận là nó phạt nước vào mặt đây. Nhìn này, nhìn này. Amazing. À, một con nhá. Mình để ở đây. Có hai con liền cơ. Đâu rồi? Hình như là dưới tảng đá này này. Mình nhìn thấy nó ở dưới tảng đá này. Ui da. Đấy mà. Hai con liền. Con này còn mọng nước luôn. Đấy. Ui. Mình sẽ để ở đây. Đi kiếm túi bóng để bắt nó về. Ở đây lại có một cái vũng nữa. Ôi, có một con cua. Nhưng mình có nhiều cua rồi, mình không thể bắt cua nữa. Vũng này có gì không? Wow. Các bạn ơi, nhìn thấy chưa?
một con gì đen đen này. Ui nhưng con này nó nhiều gai lắm. Đây là con cầu gai đấy các bạn ơi. Wow. Wow, nó đâm. Ui. Cái gai ui nó chui nó trốn. Ui thôi, chết được một cái gai nó rồi. Thôi, nó chui trong hang rồi. A few moments later. Vào, một con cầu gai nhỏ xinh, nhưng cái gai này đẹp thật đấy. Được rồi, mình đủ đâu rồi, đi về thôi. Mình cá cảnh thì không thể nào thiếu rong rêu được. Bây giờ tớ sẽ đi kiếm rong rêu để về trang trí cho cái bể cá của tớ đẹp hơn, sinh động hơn nhé. Ten. Đây sẽ là cái bể cá của tớ này các cậu ơi. Sáng qua một lớp nước biển này. Bây giờ mình sẽ nhặt cái gì nhỉ? Mình sẽ nhặt những cái bụi đá sỏi cho vào đây. Đặt lên đây này. Bây giờ sẽ thêm ít đá sỏi vào đây. Đấy, xò biển này. Mấy con vỏ ốc này. Đấy. Của cậu thế nào rồi Trang ơi? Bể của cậu trang trí đến đâu rồi? Đấy, cho các kiển vào như thế này này. Bể của tớ đây này. Bây giờ đặt cái bể xuống đây nhá, cho các bạn nhìn rõ hơn. Trang trí bể nhá. Cho một cái viên sỏi vào đây này. Đấy. Tiểu cảnh nha. Tiểu cảnh đây. Tớ còn bắt được con này hơi bị đặc biệt luôn. Ừ, con gì? Đây này. Ây da, ui. Đây là con gì đấy? Cái lúc trước tớ bắt tớ tưởng là con giun, nhưng thực ra không phải con giun mà đây là hai con xá sùng. Xá sùng á? Tên của nó đấy, con này ăn được đấy. Wow, đấy. Trang trí bằng cái con này thì lạ đấy. Thả xuống cái này này, đấy, như hai nàng tiên cá luôn. Ui, nó còn đang uốn éo này. Lát nữa, hai con này á, nó còn chui được xuống dưới cát cơ. Để ý này, đấy, nó đang dùng các cái xúc tu của nó để xiên xuống dưới cát, chui xuống dưới đấy đấy. Wow. Con con đang chuẩn bị chui tịt xuống dưới đấy luôn rồi. Còn con tiếp theo đang chọc cái vòi xuống để chui xuống này. Thế này thì chắc chắn tớ là người chiến thắng rồi. Cậu với em Cam làm sao tìm được con sâu lạ như thế này? Sâu á? Cái con sâu này của cậu á mà đã đòi lạ. Ui rồi, con này bé tí luôn. Bé gì? Con này á to khổng lồ đấy. Cậu làm sao mà có được con này giống như của tớ? Hai cái con sâu đấy của cậu mà đã đòi to á. Thế cậu nhìn đi, hai con gì đây không? Ui, nó còn tán được cả vào mấy cái này này. Cái gì mà nó còn cái đánh tè như thế này? Đây, bây giờ là con sâu to chứ con của cậu thì có gì? Đây này, con tớ đấy, tớ bắt ở đây. Hai con này nó to mà nó đen xì luôn các cậu ơi. Đây gọi là nhìn hai. Như nhà hai. Hai con hải sâm đấy. Sâm á? Đấy, nó người nó mềm, nó còn đung đưa trong nước cơ. Con này của bạn nhím to thật đấy. To phải gấp cái con sâu vừa nãy của tớ. Thế cậu có con nhím biển không? Nhìn tớ đây này. Tên. Tớ bắt được hai cái vỏ của con nhím biển đây này. Vỏ nhím không? Cái vỏ mà nó vẫn còn động đậy này. Đúng rồi, đây này. Đấy, vỏ nhím biển mà nó vẫn còn động đậy được nhá. Thế mới hay. Đây, bây giờ tớ sẽ để về một góc như này. Trang trí làm như một cái dạng san hô ấy. Để lát nữa làm nhà cho mấy bạn cua, bạn ốc ở. Để dịch cái vỏ sò này sang một bên. Wow, sinh động chưa? Cây san hô còn biết động đậy đây này. Tớ xem nào. Con nhím này của cậu gai nó ngắn nhỉ. Mà đây chỉ là cái vỏ thôi, bên trong làm gì có ruột gì đâu. Đây là cái vỏ nhưng mà nó vẫn còn cử động được. Mấy cả nó có mùi rồi. Con này nó bị chết rồi. Thế thì không được. Làm sao bằng con nhím của tớ được? Con nhím của tớ gai nó dài như thế này này, mà nó còn sống thật cơ. Cậu mà cũng có nhím biển á? Ừ. Phết. Đây này. Cậu nhìn thấy chưa? Những cái gai nó tua tủa luôn. Wow. Và con này đây, cái gai của nó hay thật đấy. Con này nó còn sống à? Đúng rồi. Đây, tớ cho vào cái bể của tớ này là nó sẽ tua tủa ra mọi hướng này. Đấy chưa, cậu nhìn thấy nó còn đang bò đây này. Cái bể của bạn nhím toàn cái con vật màu đen xì thôi. Mình không thể nào thua bạn nhím được. Tớ còn có một con cua. Here we go. Một con cua con. Bạn cua ơi, ra đây thi đấu bạn nhím đi. Mimi. Ủa kia kia. Ủa chà. Bạn cua này đang trốn trong người của bạn nhím biển đây này. Wow.
tớ đã làm được một cái nhà nhím biển cho bạn cua con của tớ. Cua của cậu mà cũng đợi so với cua của tớ à? Cũng là cua màu đỏ nè, nhìn thấy chưa? Nhưng mà con của tớ nó to như thế này cơ mà. Đây này, cua ơi, vào đây. Đấy, ui ôi, cua này nó thích chui ở trong đá lắm đấy. Nó chui vào các cái người của các bạn đen đen kìa. Bạn run màu đen trốn kìa các cậu ơi. Ui, bạn đã trốn đi mất rồi. Tớ không chỉ bắt được cua mà tớ còn bắt được một con ghẹ cơ. Đây này, con ghẹ đây này. Ghẹ cũng cho xuống đây nhá, bỏ xuống đây. Ô, ghẹ của cậu bị làm sao đấy? Say nắng à? Cái ngày của tớ rồi như đi lâu quá, bây giờ bạn yếu quá rồi. Thôi để đây, cho bạn một lúc cho bạn ngồi lại nhá. Ôi trời ơi, yếu cái gì mà yếu. Bạn nhím bắt ghẹ thế nào mà để bạn ghẹ bạn ấy ngã ngửa ra. Bạn ngất xỉu rồi, con đấy không được tính đâu. Tớ còn có một con này nữa. Đây này, con gì đây, có bạn nào biết không? Bạn trốn rồi. Đây là một con ốc mượn hồn đấy. Bên trong con ốc này chính là một con cua mượn người của bạn ốc này để sống. Đấy, tớ sẽ để bạn ốc này vào trong cái bể cá này của tớ nhá. Bạn đang thò râu ra này, con nào nhìn thấy không? Một lát nữa là bạn sẽ thò những cái chân nhỏ xinh ra để bò đi chỗ khác đấy. Ngoài ra tớ còn bắt rất nhiều các con ốc con đây này. Ú chà, đây cũng chính là các bạn ốc mượn hồn đấy, đang thò những chiếc chân nhỏ xinh ra bò đây này. Wow, các bạn có nhìn thấy không? Bây giờ tớ sẽ trang trí cái bể cá của tớ có toàn các bạn ốc này, bạn cua này, chỉ thiếu mỗi cá thôi. Tớ sẽ để một cái tảng đá này vào giữa cái bể cá này, để lát nữa các bạn ốc sẽ bò lên cái tảng đá này để chơi. Đấy, thả đây nha, thả vào đây này, thả các bạn ốc lên đây để lát nữa sửa tắm nắng nha. Bạn ốc này chui xuống trốn rồi. Ngồi kia một mình một góc làm cái gì nhỉ? Không biết là bể cá của em Cam có những cái gì nhỉ? Cam ơi, bể cá của em đâu? Mang đây xem nào. Bể cá của em ơi, bể cá của em ơi. Đâu xem nào. Wow. Ui, sao nhiều cái viên sỏi màu sắc thế nhỉ cậu nhỉ? Để xuống đây xem nào. Đúng rồi, những viên sỏi. Em Cam bảo đi nhặt cá để về trang trí bể cá mà, sẵn lấy toàn sỏi thế. Cái ốc này. Ồ, nhưng mà không phải cậu ơi. Đây là những cái con sò chứ không phải là viên sỏi đâu. Con sò nó còn sống à? Đúng rồi, con sò nó còn sống đấy. Con này em bắt sửa bãi cá. Đấy, nó chui nhanh lắm. Nhìn này, con này nó đang thè lưỡi ra dài chưa này. Đây đây. Đúng rồi, hình như là nó đang tìm kiếm cái gì đó. Nó đang tìm cát để nó chui xuống đấy cậu ơi. À, để nó trốn đúng không? Đấy đấy, cậu nhìn xem, nó bắt đầu cử động kìa. Bây giờ ba cái bể cá đã hoàn thành rồi. Các cậu ơi, chấm xem bể cá của ai là người đẹp nhất. Đây là của em Cam này, của bạn Trang này, còn đây là của anh. Nhìn tổng quan ba bể cá ấy, thì tôi thấy cái bể cá của em Cam trông có vẻ như là đẹp nhất đấy các bạn. Đúng rồi, của em màu sắc nhất. Em ngạc nhiên chứ không? Của em Cam màu sắc đẹp nhất, thế nhưng mà lại có hai loại động vật thôi, đó là cái con sò này với cả con ốc này, trong khi của bạn Trang là nhiều động vật nhất, từ con nhím này, con ốc mượn hồn này, con ốc này và cả con sâu biển nữa, lại còn có cả con cua bé tí hon nữa. Thế nên tớ là người chiến thắng. Tớ là người chiến thắng rồi. Không phải, cậu vẫn không phải là người chiến thắng đâu. Của cậu có nhiều con, thế nhưng mà các cái con của cậu toàn con bé thôi. Cua thì bé tí như này nha, trong khi cô của tớ thì to như thế này. Con của cậu, cái con sao biển này cũng xấu hơn sao biển của tớ. Sâu của cậu cũng bé hơn cái con sâu này của tớ này. Đấy đấy, sâu của tớ nó to như thế này cơ mà. Này, em Cam à. Nó phun nước vào người em Cam rồi. Em ơi, sâu thấy chưa, sâu to như thế thì tớ phải là người chiến thắng chứ. Ôi trời ơi, cái con sâu của bạn nhím thế nào mà phun ướt hết cả người của em Cam thế này rồi. Ướt hết cả váy rồi thế này. Con sâu này không cho đi dự thi nữa. Thôi, bây giờ em đi